lại theo cái là cái mô hình sử dụng đi, là cái mô hình sử dụng đấy là có gì, là cái mô hình thì ta có ví dụ như là lập sản tức là phải tự đi đơn sản phẩm tử, ta không được không được là chủ sản phẩm.